Múc được trên này giỏi đấy. Con năng khiếu máy xúc ấy. Anh Chín nhỉ? Đừng có sơ vào tí để bỏ nghề với làm bỏ máy nghề. Đi bỏ mới bỏ nghề đàn điếc về làm máy xúc thì chết giờ. Cô sai bố xíu mấy số bố sáng sai mày sáng nó bố sáng sai à mày à à dạ tê à